Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá lúa ngày 16 tháng 3 năm 2023, giá cắt cuối tháng 3 giảm nhẹ. Giá lúa hôm nay tại đồng bằng sông Cửu Long có giảm nhẹ đối với lúa cắt vào cuối tháng 3. Theo các doanh nghiệp tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào thu hoạch rộ vụ đông xuân 2023, thị trường lúa gạo có biến động theo chiều hướng giảm, thương lái hỏi mua nhiều. Giá tham khảo lúa cắt cuối tháng 3 tại An Giang, nếp An Giang 6.200-6.300, nếp Long An 6.500-6.600, OM 380 6.000-6.200, IR 50404 6.000-6.200, Nàng Quá Chín 6.500-6.600, Đài Thơm 8 6.300-6.500, OM 5451 6.100-6.200. OM 18 6.300-6.500. Tại Kiên Giang, lúa tươi IR 50404 6.000-6.200. OM 380 6.000-6.200. Đài Thơm 8 6.300-6.500. OM 5451 6.100-6.200. OM 18 6.300-6.500. Nàng Qua 6.500-6.600. RVT 6.800-7.100. DS 1 6.900-7.100, ST 21 6.700-6.900, ST 24 ST 25 6.800-7.000 đồng, OM 2517 6.800-7.000, Jasmine 6.400-6.500. Tại Sóc Trăng, OM 380 6.000-6.200, Đài Thơm 8 6.300-6.500, IR 50404 6.000-6.200, OM 4900 6.300-6.500, OM 5451 6.100-6.300, OM 18 6.300-6.500, Tài Nguyên 6.800-7.100, RVT 6.800-7.100, VNR 20 6.400-6.600, Lúa ST 24 6.800-7.000 đồng, Lúa ST 25 7.000-7.100. Tại Bạc Liêu và Cà Mau, Đài Thơm 8 6.300-6.500, lúa IR 50404 6.000-6.200, OM 4900 6.400-6.600, OM 5451 6.100-6.200, OM 18 6.300-6.500, Nàng Qua là 6.500-6.600, RVT 6.800-7.100, ST 24 7.000-7.100, ST 25 7.100-7.300. Tại Vĩnh Long và Trà Vinh, IR 50404 6.000-6.200, Đài Thơm 8 là 6.300-6.500, OM 5451 giá 6.100-6.200, OM 18 6.300-6.500. Tại Cần Thơ và Hậu Giang, OM 380 6.000-6.200, IR 50404 6.000-6.200, lúa Nàng Qua Chín 6.500-6.600, Đài Thơm 8 6.300-6.500, OM 5451 6.100-6.200, OM 18 6.300-6.500, ST 21 6.800-7.000 đồng, ST 24 ST 25 6.800-7.100, Jasmine 6.300-6.500, Trabonica 7.100-7.300. Tại Đồng Tháp, OM 380 6.000-6.200, IR 50404 6.000-6.200, Đài Thơm 8 6.300-6.500, OM 5451 6.100-6.200, OM 18 6.300-6.500, OM 4900 6.300-6.500, nếp tươi An Giang 6.200-6.400, nếp Long An tươi 6.500-6.600. Tại Long An, nếp tươi An Giang 6.200-6.400, nếp Long An tươi 6.500-6.600, IR 50404 giá 6.000-6.200, Đài Thơm 8 6.300-6.500, OM 5451 giá 6.100-6.200, OM 18 6.300-6.500, Lúa ST 24 6.800-7.100, Lúa ST 25 7.000-7.300. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng lúa nữa nha bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh
Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video để ủng hộ kênh và theo dõi thêm nhiều thông tin khác. Cũng như bà con có thể bình luận để trao đổi thông tin trực tiếp giá bán cũng như là đóng góp ý kiến. Xin cảm ơn và kính chào.